Xin chào các em, ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng ôn tuyển sinh vào lớp 10 nha các em nha. Bài tập ngày hôm nay tôi sẽ rèn cho các em kỹ năng làm những bài tập liên quan trắc nghiệm nha. Làm trắc nghiệm tốt thì các em bắt buộc lý thuyết em phải vững vàng là đúng không, nhưng mà còn kỹ năng thứ hai là kỹ năng sử dụng máy tính thật là tốt nha. Những chức năng trên máy tính mình phải khai thác vận dụng hết để làm bài tập nha. Có những bài toán trở nên bế tắc mình vẫn còn sử dụng được máy tính nha các em nha. Rồi vậy thì các em quan sát cho tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Phần trắc nghiệm này là tôi đánh giá là năm 2020-21 nó diễn rất là dễ so với đề 2019-2020 nha các em nha. Vậy thì các em quan sát vô nè. Câu đầu tiên về trắc nghiệm các em nha. Căn 25 cộng cho căn 144 bằng bao nhiêu? Tới đây các em có một điều các em rất nhiều học sinh bị sai nè. Có nhiều em khai căn 25 ra căn 144 ra ngoài cộng này ra số 17 là sai bét nè. Nha. Không đâu có quy tắc hai phương một tổng các em. Các em phải cộng nó lại đúng không? Bằng 169 nè. Em khai căn 169 ra đáp số bằng 13 nè các em. Nhớ nha, vậy đáp án đúng là đáp án này nè. Còn đi thi chẳng hạn chết rồi, quên hết rồi, vậy thì mình cũng vẫn có khả năng lấy điểm được nè. Em chỉ cần bấm máy tính thôi các em. Rồi thử giữ bấm máy tính nè, căn nè. 25 cộng 144 nè các em. Có phải 13 không các em? Đó. Đó. Rồi. Tiếp tục. Câu số 2 nha các em. Câu số 2 người ta nói nè. Hàm số y bằng m cộng 1 là hàm số bậc nhất khi nào? Em nhớ nè. Em muốn là hàm số bậc nhất á. Hàm số bậc nhất thì em nhớ là phải a phải lớn hơn 0. Nha, em nhớ đi để ý là cái hàm số y bằng a cộng b người ta ra đề nè. Tìm m để có hàm số bậc nhất nè, để hàm số đồng biến nè, để hàm số nghịch biến nè, nha. Em nhớ nè, đồng biến khi a lớn hơn 0, nghịch biến khi a nhỏ hơn 0 nha. Và để nó là hàm số bậc nhất khi a khác 0 nha. Khi và chỉ khi a khác 0 có nghĩa là bài này em chỉ cần giải nè, a khác 0 thôi. Có nghĩa là m trừ 1 khác 0. Đúng không? M trừ m trừ 1 khác 0 vậy thì tương đương m khác 1. Quá đơn giản đúng không? Đó, kiếm nào m khác 1. Em chọn vô, đây nè, đáp án C nè. Đúng chưa? Rồi câu số 3 nha. Câu số 3. Cặp số 42 là nghiệm phương trình nào? Ở đây các em có hai cách. Cách thứ nhất là em thay giá trị xy và lần lượt vào hệ phương trình này nè. Từng phương trình này. Nếu mà vế trái bằng vế phải thì nó chính là nghiệm. Còn cách thứ hai nữa em cầm máy tính nó bấm từng hệ cho. Thằng nào cho đáp số bằng 4 x 4 y 2 thì em nhận. Em hiểu ý cho nói không? Đó là có hai cách nha. Nhưng mà ở đây nè, tôi làm máy tính đi cho các em cho nhanh ha. Rồi em làm máy tính nè, em nhớ cách bấm không? Em bấm mod 51 đúng chưa? Đối với cái số 570 VN nha, mod 51. Còn 580 thì em phải nhớ là gì? Em nhớ bấm sao các em mà nhớ không? Menu 9 đúng không? Đó, menu 9 rồi bấm 1 đúng không? Hệ phương trình hai ẩn đây. Đó, bấm vô dễ thôi. Vinacol cũng bấm vậy nha các em nha. Em bấm móc 51, em nhập số vô nè. Ví dụ là ở đây nè, tôi sẽ bấm câu A cho các em coi trước ha. Câu A là hệ số của nó nè, 3 âm 5 1 đúng không? 3 nè, âm 5 nè. Rồi đúng không? 1 nè. 1 âm 5 4 nè. 1 nè. Âm 5 nè, 4 nè. Đáp số x nè. Rồi ra âm 3/2 là loại rồi. Đồ giống 4 là loại luôn ha. Rồi tiếp theo em nhập tiếp theo là 328 nè, 3 nè, 2 nè, 8C nè, 28 nè, 2 âm 5, 2 âm 5, 18 nè, x bằng 4 nè, y bằng âm 2. Mà cái này là 2 không được, đúng không? Vậy thì lúc này mình sẽ bấm bên này, 116 nha, nhập số vô, bấm nè, 1 nè, 1 nè, 6 nè, 1 nè, âm 1 nè, 2 nè. Đúng không? X 4 nè, thấy không? Y 2. Thấy chưa? Vậy đáp án đúng rồi, đáp án nào đây? Đáp án nào em? Đáp án C. Rồi, khoan C vô. Còn em thay vô nè, em nhìn cho em biết liền nè. Coi em nào làm cách này còn nhanh hơn máy tính nữa nè. Em thay 4 vào đây. Bằng 42. Thay 2 vô đây. Là 10, đúng không? 12 mà trừ đi 10 thì ra 2 sao ra 1. Loại đáp án này. Thay 4 vào đây, 12. Thay 2 vào đây.
2 mà 12 cộng cộng 4 đúng không, là 16 là 8, sai rồi đúng không, thay 4 vào đây nè, 4 vào đây nè, 4 thay S y bằng 2 nè, 4 cộng 2 6 đúng rồi, tiếp tục thay với cái đúng đúng nó mới ok nha, thay 4 vào đây, thay 2 vào đây, 4 trừ 2 bằng 2 đúng rồi, đáp án C, khỏi bấm máy tính luôn. Rồi cái câu số 4 nha, người ta yêu cầu tính F3, em để ý đây là Fx nè đúng không, đây là Fx đúng không, thì ở đây F3 có nghĩa là em muốn tính F3 của nó thì chính là em thay x bằng số 3 thôi đúng không, vậy là âm ở ngoài nha. Rồi rồi em thay x bằng 3 vô, 3 bình lên nha, em để ý nè, cái 3 bình chứ không có bình dấu trừ ngoài, dấu trừ ngoài vẫn phải âm 9 đây nè, thấy chưa, đó cẩn thận có gì bị sai nha. Ở đây còn một cách nữa các em, các em có cần một cách này nữa này các em nha, em có thể làm bằng cách này đứng được này em, em có thể dùng máy tính luôn, chức năng khôn của máy tính này, tính giá trị biểu thức á, em nhập vô là âm x bình phương ha, đánh alpha x bình phương, thấy chưa, đó đặt vô âm alpha x bình phương đúng chưa, rồi tính tính F3 em bấm khôn nè, em bấm khôn, em nhập số 3 vô, em bấm bằng ra nha, delete cái này đi nào, âm 9 nè, thấy chưa, đó âm 9 nè, được chưa, đó muốn thành công đó, bình thường đúng không. Rồi đến câu số 4, câu số 5, câu số 5 nha, nếu cho hai số có tổng bằng 3 và tích là âm 5 thì hai số đó là nghiệm của phương trình nào, đúng chưa. Rồi ở đây các em để ý nè, ở đây em có rất nhiều cách để làm bài này luôn các em nha, có khoảng 3 cách để làm câu này. Đó, cách thứ nhất là em bấm máy tính ra, cách này tôi nói thôi nha, kẹt nó mới làm nha, bấm máy tính tìm nghiệm này, x1 x2 rồi em cộng lại rồi em nhân lại, nếu mà ra đúng lớp số này thì em nhận, em hiểu ý đâu đó. Rồi cách thứ hai nè, cách thứ hai nè, cách thứ hai thì em dùng định lý vs là tổng, em học ra tổng bằng trừ b trên a đúng không, tổng của nó nè bằng trừ b trên a, vậy là trừ với trừ 3 biến thành dương 3 nè, đây 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 đúng không, tích là c trên a, c là âm 5 nè, âm 5 chia 1 bằng âm 5 nè, đây đúng không, đây theo VS đáp án này đúng nè, đúng chưa, đó đây là một cách nha, đó là hai cách rồi đúng không các em, đó rồi còn một cái cách này nữa này em, tôi khuyên các em nên nhớ cái này nè, khi người ta cho tổng bằng 3 đúng không và tích nó bằng âm 5, mà em học rồi trong sách giáo khoa, em học lý thuyết rồi, khi có tổng và tích thì em sẽ nói chính là nghiệm của phương trình x bình phương trừ sx cộng cho p bằng 0, vậy thì lúc này em chỉ cần thay vào thôi, x bình phương trừ cho s là trừ cho 3 nè, tổng bằng 3 nè, vậy nó trừ 3s đúng không, cộng cho p là trừ 5 bằng 0, vậy nó chính là nghiệm phương trình x bình phương trừ 3s trừ 5, đây nói đây này, em hiểu ý tôi nói không, đó nhẹ nhàng đúng không, còn không thôi thì không, nhiều em nó không nhớ gì nữa thì cầm máy tính ra bấm từng nghiệm rồi đấy tổng lại cộng lại rồi tích lại, nếu mà ra giống cái này thì em chọn đúng không. Rồi câu số 6, diện tích hình tròn, mình học diện tích hình tròn là s bằng br bình phương, vậy thì mình thay vô br bình phương là 6 bình đó các em, 6 bình là 36, 36 bi đúng không, khi em đáp số nào 36 bi đâu, đây mét vuông nha, được chưa, đó nhẹ nhàng đúng không. Rồi câu tiếp theo, câu số 7, điều kiện để biểu thức này có nghĩa, rồi biểu thức này em để ý nè, biểu thức này không có giới, không có mẫu giới ha, vậy thì em để ý nè, biểu thức này có chứa căn thôi, mà mình học rồi, căn A có nghĩa khi nào em nhớ không, căn A có nghĩa khi nào nè, chỉ cần tìm muốn biểu thức này có nghĩa, chỉ cần căn này có nghĩa thôi đúng không, căn bậc 2 mà muốn tồn tại thì phải không âm, có nghĩa là điều kiện bài này chỉ cần gì em, 5 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0, trung bình có dấu trừ nè đúng không, dấu bất phương trình điều chiều trên lên, dấu bất phương trình đổi chiều lên, x nhỏ hơn hoặc bằng, có nhiều em nhớ đây đây nè, trung bình có dấu trừ, dấu bất phương trình đổi chiều này, kiếm x nhỏ hơn bằng này, chọn nè, nè nó này ngay đây luôn này, thấy không, nó nhỏ hơn hoặc bằng 5, nhớ kỹ điều này ha. Rồi câu số 8, em quan sát cho câu số 8 nha, quan sát như thế nào đây, với giá trị nào của a để hai đường thẳng y bằng x cộng 1 và y bằng 2x trừ 3 trừ a song song với nhau nha, đúng không, song song với nhau nha các em, vậy thì các em quan sát nha,
song song với nhau này, em phải nhớ là lý thuyết cho A phải bằng A phải và B phải khác B phải. Nhớ kỹ điều này nha. A phải bằng A phải và B khác B phải. Là tôi giải đây cho các em coi nè. Nè điều kiện nè. A phải bằng A phải nè. Hệ số góc A này bằng A này nè. Có nghĩa là gì em? Này chắc tôi viết ở đây đi. Nó hơi khá dài ha. A bằng A phải. Có nghĩa là gì? A bằng A phải nè. Điều kiện là để hai đường thẳng song song nha. À, hai đường thẳng song song. Điều kiện là A phải bằng A phải và B khác B phải. A đâu? A là âm A nè. A phải đâu? A phải bên này là chính là 2A trừ cho 3 nè các em. Thấy chưa? B đâu? B là 1 nè. Khác âm A. Rồi em giải phương trình này thôi, quá đơn giản đúng không? Chuyển qua đây trừ 3A nè. Bằng âm 3 nè. Rồi A khác là nhân cả hai vế cho âm 1 nè. A khác âm 1 nè các em. Đúng không? Vậy thì tương đương A bằng mấy em? Nhân chuyển qua này chia âm 3 chia 3. A bằng 1 và A khác âm 1. Mà A bằng 1 chắc ăn là A khác âm 1 thôi. Vậy điều kiện bài này để muốn hai đường thẳng song song chỉ cần A bằng 1 thôi. Kiếm đáp án A bằng 1. Đây này em. Thấy chưa? Nhẹ nhàng. Đúng chưa? Rồi. Tiếp tục. Một hình trụ. Nha. Một hình trụ. Ồ, có đường kính đáy là bằng 12. Đường kính nha em. Đường kính là D nha các em nha. Đó, em phải nhớ kỹ nha. Đường kính là D đó. Rồi, vậy thì làm sao đây? Đường kính là D đúng không? Nè, người ta cho D nè. Đó, rồi tôi tóm tắt cái câu này là câu số 9 đúng không các em? Đường kính là D ha. Đường kính là 12. Vậy thì mình tìm bán kính luôn, chia đôi đi. 6, đúng không? Và có chiều cao là bằng 12. Diện tích xung quanh. Rồi đến diện tích xung quanh, các em còn nhớ công thức diện tích xung quanh không? S xung quanh bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Vậy là đáy là hình tròn là chu vi 2R nhân H. Em thấy thôi. 2 nhân bi R là nhân 6 nhân cho 12. Vậy nhân này bằng 144 bi. Đúng không? Đơn vị là cm vuông. 144. Đây. Đáp án C này. Thấy chưa? Nhẹ nhàng. Rồi. Không được phải không? Rồi các em quan sát đến câu số 10 nha. Câu số 10 xử lý như thế nào đây? Câu số 10. Câu số 10 đọc đề nè. Phương trình sau có hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu là sao em? Là một cái nghiệm âm, một cái nghiệm dương đó các em. Đúng không? Ở đây có rất nhiều cách để làm. Cách thứ nhất là cầm máy tính bấm. Bấm là cái câu cái nghiệm nào trái dấu nè, nghiệm âm với nghiệm dương thì em nhận. Còn cùng dấu nè, âm với âm, dương với dương thì em loại đi. Em hiểu ý tôi nói không? Đó. Bình thường đúng không? Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ dạy các em cách nhanh hơn chứ làm cách đó thì lâu bí lắm với làm điều đó thôi ha. Vậy thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn làm trên máy tính thử cho các em nè. Em quan sát nha. Nha. Rồi. Máy tính nào cũng phải biết thì sử dụng nha các em nha. Rồi. Vậy thì đầu tiên tôi sẽ nhập cái phương trình đầu tiên cho các em coi nè. Nhập phương trình bậc 2 coi đang nghiệm như thế nào nha. Phương trình đầu tiên nè, 1 âm 3, 1 hệ số đúng không? Đầu tiên em bấm móc 5, 3 đúng không? Còn ai xài máy khác thì menu 550 thì menu chính nha, để xử lý nha. Rồi, nhập ABC vô nè, 1 âm 3, 1 nha, tôi nhập vô nè. 1 nè, âm 3 nè, 1 nè. Rồi nó ra nghiệm nè. Nó nghiệm căn thức này bấm đây nè, này, nghiệm này nghiệm dương nha. Bằng cái nữa coi. Nghiệm này dương á, dương dương hết loại đáp án này. Thấy chưa? Rồi tiếp tục là 1 âm 1 5 đúng không? Câu B là 1 âm 1 5. 1 nè, tôi nhập vô nha. Âm 1 5 nha. Bấm bằng ra nè. Này cái chữ này là chữ gì em? 1 để tôi kiểm này cái số này coi, 1 âm 1 âm 5 nha em. Rồi. Bấm bằng ra nè. Ra bấm SD ra là số dương nha. Nếu cái sau ra số âm này khoanh nó liền. Nè thấy số âm không? Đây là hai nghiệm trái dấu. Khoanh nó liền. Hiểu chưa? Ví dụ tôi bấm luôn câu C cho các em coi nè. Coi câu C, em nhìn câu C nha. Hệ số của câu C nè. 1, 5, 2 nha. Bấm nhập nhập vô nè. 1 nè, 5 nè, 2 nè. Đúng không? Rồi bấm nha. Rồi, số âm nha. Số âm nha. Hai nghiệm này cùng dấu mà, đúng không? Rồi câu cuối thì chắc anh lúc này bấm ra nè. 1 nè.
Rồi nó nhập lại câu cuối nè. Hệ số là 1, 3, 5 nè. 1 nè đúng không? 3 nè. 5 nè. Nào em thấy chút chút y trên màn hình nào phương trình vô nghiệm nè. Thấy à? Đó, vậy đây là em lên nha. Nhưng mà tới đây là cái này là cái cách mà cái này gọi là cái cách mà không biết nghĩ làm điều này thôi. Còn người ta em phải để ý nè. Rồi, em coi nè. Làm cách này với hay nè. Hai nghiệm trái dấu nhau khi nào? Hai nghiệm trái dấu nhau thì dương với âm á, nhưng mà tổng thì không thể biết lớn hơn không hay bé hơn không được. Không biết số nào lớn, số nào bé đâu, đúng không? Nhưng mà hai nghiệm trái dấu nhau âm với dương mà nhân nhau thì chắc ăn là tích nó phải nhỏ hơn không? Đúng không? Đó. Còn biện luận nữa thì chắc ăn phải delta phải lớn không á, nhưng mà ở đây làm vậy cho nó nhanh thì trắc nghiệm mà. Hai nghiệm trái dấu thì tích chắc ăn nhân này ra số âm mà cho âm thì chắc ăn nhỏ hơn không? Có nghĩa là C trên A phải nhỏ hơn không? Ví dụ nhà câu A nha, C trên A của nó coi nha. Lấy C trên A là 1 chia 1. 1 chia 1 ra 1 lớn hơn không mà, đâu bé không được, loại liền. Đúng không? Đó, câu B nè. Câu B nè, C trên A này, âm 5 trên 1 có phải âm 5 không? Âm 5 bé hơn không không? Ok, nhận đây. Là tích nè, C trên A nhỏ hơn không? Nhỏ hơn không chắc ăn có hai nghiệm dấu, khoản B liền. Cần gì bấm máy tính, đúng không? Đó. Rồi. Còn cái này C trên A này 2 chia 1 bằng 2 là lớn không nè, đúng không? Đó, có C này 2 chia 1 bằng 2 lớn không, đâu nhọn không được. Còn 5 chia 1 bằng 5 là lớn không, là đâu nhọn không được, đúng không? Đó, làm vậy cho nó mau nha các em. Em quan sát đến câu tiếp theo nha. Câu số tiếp theo là câu 11 các em. Cho đường tròn nam O 3 điểm ABC thuộc đường tròn nam O, biết số đo góc của góc AOB bằng 60 này này, góc 60 này này em. Cái đề này nha, trong cái phần file trong cái hình của người ta vẽ sẵn cho các em hết nha các em. Vẽ sẵn rồi, vẽ lại cho các em dễ nhìn thôi. À, nha. Rồi yêu cầu tính góc ACB, góc này này em. Nha em. Ở đây có hai cách làm. Nha, chứ không phải là một cách làm. Đó, đi thi bí quá thì tí tôi sẽ nói cái vụ mà bí quá không biết làm vẫn có khả năng làm được nha. Đầu tiên là góc ACB em xác định đây là góc gì em? Góc nội tiếp, nó chắn cùng này nè em. Đúng không? Nó chắn cùng AB. Vậy có nghĩa là góc C này nè các em. Góc C này nè, tôi viết chữ C này, hiểu là C này nhé các em, bằng 1/2 số đo cùng AB. Đúng không? Này số đo cùng AB. Vậy phải tìm số đo cùng AB. Mà em học rồi, đầu tiên đây là góc ở tâm, mà em học góc ở tâm thì bằng số đo cùng chắn, đúng không? Góc AOB các em. Thì bằng số đo cùng chắn cùng AB. Mà góc này bằng 60 thì cung này bằng 60 độ. Em thay vô đây các em. 1/2 nhân 60. Ôi trời ơi bằng 30 độ. Nha. 30 độ nè. Đâu, đáp án này nè. Đáp án này nè. Còn thiệt sự cái bài này á, cái đề này cho vậy á, rất là dễ anh em. Em nhìn vô này nè. Em nhìn vô mắt thường em cũng biết nè. Nhìn mắt thường em khoanh được cái án nè. Cái này góc tù, đúng không? Góc này lớn hơn 90, nhỏ 108 là góc tù nè. Nhìn vô này nghĩ sao là gần 150 được, đúng không? Này 120 là góc tù luôn. 60 nghĩ sao góc này mà lớn hơn góc này được, đúng không? Nhìn vô khỏi gần đấy, cũng nhìn cũng biết là 30 độ nữa nè. Đúng không? Đó. Còn nó cho vậy viết phải khó này, ví dụ 32, 35 hoặc 29, 28 gì đó. Đó với nguy hiểm, với cần xác định kỹ này. Nha. Nhưng mà thực sự cái bài số nó cho nhìn vô biết luôn, đâu cần là em. Đúng không? Còn nữa là đi thi bí quá thì dụ những bài phức tạp quá, cầm sách thước cho đo em. Nè, đặt thước cho đo luôn, ra đáp số luôn các em. Nhìn nha. Đặt về cho các em dễ nhìn ha. Thấy chưa? Em nhìn không? Thấy chưa? Phải 30 độ không? Nè. Nè, góc nè. Thấy không? Phải 30 độ không? Khoan ngay luôn. Nha. Nhưng mà bản chất là các em vẫn phải biết phân tích như vậy nha. Còn đi thi nếu mà bí quá thì vừa làm cái cách của tôi vừa hướng dẫn cho các em ăn êm hơn, đúng không? Rồi các em quan sát đến câu 12 nha. Câu 12 nè. Cái phần này tôi sẽ hướng dẫn các em thủ thuật dùng máy tính cho nó nhanh gọn lẹ ha. Một sân khấu hình chữ nhật có đường chéo là 10, đúng không? Có đường chéo nó bằng 10 đó. 10 mét chiều dài hơn chiều rộng là 2 mét. Diện tích sân khấu là bao nhiêu? Vậy thì các em coi tôi phân tích nha. Ở đây nó có hình vẽ sẵn luôn các em. Lúc trên cái bài này năm ngoái tôi thấy là nó có hình vẽ sẵn luôn các em. Mình sẽ làm như vậy nè các em. Các em quan sát nha. Các em coi quan sát tôi làm nè. Nó cho hình chữ nhật sẵn luôn các em. Đó, nó vẽ hình chữ nhật luôn. Đây, vẽ lại hình chữ nhật cho các em coi. Có chiều rộng là x này. Chiều dài dài chiều rộng là x cộng 2. Nó ký hiệu vậy luôn cho mình các em. Và cho cái đường chéo sân khấu này nè bằng 10.
Nay tôi sẽ hướng dẫn em một cái thủ thuật mà trong kênh YouTube của tôi đã đề cập, nói là chức năng ship show trên máy tính đó em nha. Rồi từ đây yêu cầu tính diện tích đúng không em? Em muốn tính diện tích thì em phải tìm được chiều dài và chiều rộng đúng không? Vậy thì thông qua cái này để tìm dài chiều rộng. Vậy từ đây tôi sẽ lập phương trình cho các em này, tôi sẽ lập được phương trình này em. Em học rồi, hình chữ nhật là có bốn góc vuông mà, em nhìn thấy các cạnh huyền có hai cạnh vuông thì em nhớ đến định lý Pythagore trong đáp giác vuông đúng không? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh vuông là x bình cộng cho x cộng hai tất cả bình bằng 10 bình đúng không? Rồi phương pháp bài này nè, bài này là giờ phân tích nó ra, phân tích thẳng thức này ra, rút gọn đi tạo thành phương trình hai, cầm máy tính bấm đúng không? Nhưng mà tôi chẳng cần làm điều đó, tôi vẫn có khả năng làm được nha. Rồi rồi nè, tôi nhập vào máy tính này nha, tại vì nó trách nhiệm mà làm sao để cho nó nhanh nhất, tôi sẽ dùng phương pháp bấm ship show trên máy tính nha. Tôi sẽ đánh nè, đánh nha, đánh x bình phương vô, em đánh x bình phương được không? Đánh vô máy tính luôn các em, đánh trực tiếp vô máy tính luôn nha. Rồi có tôi giải nè, đánh trực tiếp vô nha, alpha x bình phương nè đúng không, cộng mở ngoặc alpha x cộng 2 đóng ngoặc bình phương lên đúng không? Rồi alpha bằng nha, alpha bằng đây nha, bằng 10 bình phương là 100 các em nha. Rồi tôi nói về cái ship show này ha, em nào mà chưa rành thì để ý nha. Ship show tâm lý trước giờ các em bấm ship show bấm bằng luôn ha nha. Tôi tại vì bài toán này nghiệm dương đúng không, tôi cho ship show nhập số 10 cho các em, nó sẽ tìm năng nghiệm cho các em này ha, hàng 6 đúng không? Còn ví dụ này em nhỡ mà cái bài toán vẫn còn lưu cái bộ nhỡ mà âm trước chẳng hạn, đó ship show âm 10 nha, tôi nhập âm 10 vô nha, nó ra bằng âm 8 này, thấy chưa? Đó và em hiểu kết cấu nè, ship show trên máy tính, kỹ năng ship show trên máy tính thì em để ý nè, đây là một cái tia số, tôi bắt nó dò bài này có hai nghiệm này, số 6 nè, à đúng không, số 6 nè và âm 8 tí tiết này nè đúng không, và âm 10 đây nè, ví dụ là âm 10 trên tia số nè, đây là 0 chẳng hạn. Khi tôi bấm ship show 10 á, nó sẽ tìm tất cả những cái số nào gần số nghiệm của nó trước, vậy thì số 6 gần nó trước thì nó sẽ nghĩ ra đúng không, còn ship show âm 10 á, thì số âm 8 gần nó thì nó nghĩ ra âm 8 trước ha. Rồi có rất nhiều em bấm máy tính á, trời ơi bấm ship show ra số âm cái run, trời ơi bấm hoài cứ bằng bằng hoài nó ra bấm số âm, nó lại lo lắng nha. Ví dụ này em bấm nè ship show nè, tôi bằng nữa nè, chỉ có ra âm 8 thôi nha, nhưng mà tôi ship show tôi nhập, ví dụ tôi nhập cho 100 chẳng hạn nha, có phải ra 6 không nha, coi là máy nghĩ lập tức là số 6, thấy chưa? Đó vậy thì tôi sẽ tìm được nè, bài này x nó bằng, x bằng 6 đúng không, x bằng 6 đấy, trên đây là chính là chiều rộng, vậy chiều dài của nó nè x cộng 2 là 6 cộng 2 là 8, vậy diện tích quá đơn giản, 6 x 8 48. Oh, đâu đáp số 48 chọn vô này, các em hiểu ý tôi nói không? Đó rồi đến câu số 13 nha, các em quan sát câu số 13. Đường kính của một bánh xe đạp nha là 60 cm, đường kính của nó nha. Rồi nếu bánh xe quay 5.000 vòng nha, 5.000 vòng thì người ta hỏi cái gì em, thì nó đi được bao nhiêu km? Đó đây em ví dụ đây, đường kính là 60 cm, vẽ đại đi ha, đường kính của nó nè, đây 60 cm. Đó rồi quay 5.000 vòng thì đi được bao nhiêu km? Em để ý nè, nó đi hết một vòng á, người ta gọi là hiểu một vòng đây, người ta gọi là trong toán học gọi là chu vi nha. Đó em kéo bung ra, đó chu vi đó. Vậy thì ở đây muốn nó biết đi được bao nhiêu km thì em đốt đầu tiên em phải tìm chu vi của cái bánh là cái vòng này nè, đó rồi sau đó em nhân 5.000 vòng là quãng đường nó đi được nha. Vậy thì đầu tiên ở đây em chỉ cần tính chu vi của cái bánh nè, mình học rồi, chu vi bằng 2b nhân r hoặc là b nhân d cũng được nha, có nhiều em thay b nhân d cũng được không vấn đề gì hết, em thay vô là 2 × 3.14 nhân bán kính là 30 cũng được đúng không? Đó rồi em nhân vô rồi, 2 × 3.14 em nhân cho bao nhiêu em, 30 em được là 188.4 được không, là chu vi đó. Rồi vậy thì là quãng đường nó đi nè, đi được quãng đường nè, rất đơn giản, quãng đường nè một vòng nó đi bằng ngày cm này em đúng không, vậy đi 5.000 vòng lấy cái số này nè, lấy một vòng của nó nè nhân cho 5.000 thôi
Em hiểu ý tôi nói không? Đó. Rồi em nhân cho 5.000 nè. Nào bằng đáp số nè. 942000. Đơn vị nào vẫn là cm nha các em. Nhưng mà thật sự cái bài này á rất là đơn giản các em. Các em quan sát là đáp án ở bên này nè các em. Đó, độ đã km có nhiều em chẳng cần nhìn đây nè, 942 đúng không? Kiếm nào có 942 thì khoản thôi chứ cái suy nghĩ gì nữa. Đúng chưa? Đổi ra là km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet đúng không? Lui này mấy con các em? Lui này 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 9,42 đây nha. Nó cho vậy là cái số 942 này. Khi nào nó cho là 0,942 hoặc là 94,2 lúc đấy có nhiều em sẽ bị phân vân nha. Rồi, đó là câu số 13 nha các em. Câu số 14. Câu số 14 nè. Câu số 14 là như vậy. Phạt đền còn gọi là của đá phạt 11m, đá penalty, kiểu đá phạt mà vị trí của đá phạt này là 11m, tính từ khung thành thủ môn đến bị phạt. Theo em hãy tính góc sút của phạt 11m là bao nhiêu độ, làm tròn đến độ, biết rằng chiều rộng của thủ môn là 7,32m. Như vậy các em. Cái bài thi đó, trên cái bài nó có vẽ hình sẵn cho mình luôn các em. Nó rất là đẹp. Nha, tới đây tôi vẽ hình lại cho các em thôi. Nha, đây là cái thủ môn nè. Khung thành á. Nó bằng hình chữ nhật. Đúng không? Rồi đây nè. Quả bên đi đặt giữa đây nè. Giữa nha. Đó đây nè. Hai này bên bằng nhau nè. Này vuông góc nha. Quả bắn này nằm giữa đây nè. Thủ môn đứng đây nè. Cái khung thành này là nó chiều rộng nó là 7,32m. Nha. Từ đây nè, từ đây đến đây nè. Từ chữ bắn đến cái khung thành này nè. Đó là 11m. Nha các em. Hỏi tính góc sút. Nói vô. Góc sút là từ đây này nè em. Đó, tính góc từ đây này nè. Nhưng mà muốn tính góc sút từ đây đến đây em phải để ý nè. Không có tính trực tiếp nhanh vậy đâu, được đâu nha các em nha. Đó, mình sẽ chia đôi ra 7,2, 7,32 đúng không? Em chia đôi ra. Em được đáp số của nó là bằng 7, chia đôi nha các em. Chia 2 ra là bằng 3,66 đó các em. Nè, 3,66 nha. Đây 11m. Vậy tôi sẽ đặt đây là A nè, đúng không? Đặt đây là A1 đi. Đây là H nè. Đây là AB nè. Thấy chưa? Đó. Giờ muốn là em để ý nè, thấy không? Đây là đường trung trực gì nữa, đúng không? Đường trung trực thì tam giác này là tam giác cân, hai cạnh này bằng nhau tam giác cân. Trong tam giác cân đường cao chính là đường phân giác. Vì nó là bài trắc nghiệm thì không cần phải chứng minh kỹ đâu nha. Vậy tôi sẽ tìm góc A1 ra ta nha. Tôi sẽ dùng tan A1. Em học rồi. Tan thì bằng đối chia kề bằng 3,66 chia cho 11. Rút máy tính nào bấm em. Nha. Em bấm máy tính nào. Nhớ bấm cái gì? Bấm shift tan với ra nha. Shift tan 3,66 chia cho 11 bằng này em. Bấm độ lên. Nha, là 18 độ mấy á? Góc A1 á. Bằng 18 độ 24 phút gì đó. Đó, nó viết vậy thôi. Vậy suy ra góc A lớn nè. Thì bằng 2 lần A1 cho nó mau. Đúng không? Hai góc này bằng nhau mà. Đúng chưa? Hai góc này bằng nhau. Cái này tôi nhân 2 cho nó mau nè. Đó, nhân cho 2 nè. Nè, vậy là 3 nè. 36 độ 48 phút thì là làm tròn là bằng 37. 37 độ. Nghe các em nè. À, lớn hơn 30 thì chắc ăn là phải lớn hơn 30 phút thì phải tăng lên 1 độ nha. 37 độ. Được chưa? Kiếm nào 37 độ rồi chọn các em. Bài này. Đó, nha các em. Con sẽ đến câu cuối nha. Câu cuối là câu số 15 nha. Hãy tính diện tích phần giấy để đặt để trên một cái để làm một cái quạt ha, không có mép và phần thừa ra ngoài. Tính các kích thước như hình vẽ nha, có kích thước như hình vẽ. Đó, góc AOB bằng 160, OM bằng 10, MB bằng 20. Đó. Em để ý nè, trên cái đề thi đó nó có cái quạt vẽ đẹp lắm. Ở đây tôi vẽ lại cho các em coi nè. Rồi. Em để ý nha. Đây là A nè. Đây là B nè. Cái quạt nè các em, để ý là cái quạt nè. Ở chỗ này nó không có cho giấy vào, đúng không? Người ta chỉ giấy từ khúc này thôi, cũng này trống trống. Em để ý cái quạt các em, vẫn quạt đó các em, đúng không? Cái này là thấy cây không à, cây không à, đúng không? Cái cây này, đó, cái mình gọi là cái nan tre đó. Đó, rồi người ta tính yêu cầu tính cái phần giấy này để dán cái quạt này nè. Đó. Vậy thì rất là đơn giản em muốn tính được cái phần
phần giấy dán quạt á, thì em muốn tìm cái phần màu đen này nè, thì em lấy diện tích hình quạt to trừ đi cái quạt màu trắng này nè, để đây này nè. Đó, nha, với bán kính bằng 10 này, cái góc này bằng 160 là vẫn 160 nha. 160 độ này. Đó, em trừ đi. Thì lập tức ra cái phần giấy thôi, đúng không? Vậy thì con tôi làm nè, bình thường nha. Coi thử làm coi nha. Thì tôi lấy diện tích hình quạt to là công thức của nó nè. Bằng B. Em học rồi, diện tích hình quạt em học rồi, công thức gốc của quạt của nó là gì? B nhân R bình nhân N chia cho nhau em 3.6, đúng chưa? R của nó là quạt to nè, quạt to này R lớn của nó là 30 nha em. 30 bình, đúng không? Nhân N là 160 nè. Đúng không? Chia cho 360. Rồi trừ đi diện tích hình quạt nhỏ nè, bằng B nhân R, R của nó là 10 bình thôi. Đúng không? Đó, nhân N vẫn là 160 nè. Rồi chia cho 360 thôi. Được không? Rồi, cái này thôi là xong rồi. Cái này em chỉ cần nhập vô máy tính này, em nhập cái này nè. Trừ cho cái này thôi nè, ok nè. Thấy chưa? Đó. Rồi, ở đây đặt ngoài là B nè. Rồi, lấy máy tính xử lý coi. Được không? Rồi. Còn em nào nhập nhanh đặt này ra ngoài cũng được. Rồi nếu 30 bình trừ đi 10 bình cũng được nha. Đó, tùy các em nhập thêm máy tính vô cũng được, chẳng có sao hết. Em nhập vô máy tính đi, em sẽ tính được đáp án liền nè. Rồi, được chưa? Rồi, con đã nhập thử coi nha các em. Nhập này cũng hơi lâu, đang lấy 30 bình này, trừ cho 10 bình phương nè, nhân cái này là xong, đúng không? 900 mà trừ đi 100 là 800. Là tôi làm nhanh nhập nha. 800 nhân cho 160 chia cho 360. Đây, 3200. Còn thôi em cứ nhập nguyên cục này trừ này cũng được, chẳng sao. Tôi nhập nhanh cho 32000 chia cho 9 phần B. Rồi kiếm đáp án nào đó em chọn vô. À, đáp án là 3200 phần 9. Đây, vấn đề này. Em hiểu ý tôi nói không? Đó. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha. Like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa nha các em nha.